đất sạch .net minh bạch uy tín chuyên làm dịch vụ cấp sổ và xin phép xây dựng. kính chào quý vị và các bạn, hôm nay đất sạch .net xin được chia sẻ về chủ đề về chuyển đổi đất trồng cây hàng năm sang cây lâu năm cần làm thủ tục gì, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất hiện nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý rất chặt chẽ. để được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì việc chuyển đổi phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt cũng như nhu cầu sử dụng đất của người sử dụng đất trên thực tế. Theo quy định tại khoản 1 điều 12 thông tư 33 2017 của Bộ Tài nguyên Môi trường thì các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động bao gồm: chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm, đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ hoạt động trồng trọt đất xây dựng chuồng trại trăng nuôi ra súc, gia cầm, và các loại động vật khác được pháp luật cho phép, nuôi trồng thủy sản, cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm, chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm, chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản. Chuyển đất ở sang. Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ như vậy, theo quy định pháp luật, trường hợp của bạn được xác định là trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, khoảng 3 điều 11 thông tư 02-2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường thì quy định trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai khi chuyển mục đích sử dụng đất như sau. Bước 1, chuẩn bị hồ sơ, người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp không một bộ hồ sơ, gồm có, một là đơn đăng ký biến động, hai là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bước 2, nộp hồ sơ người sử dụng đất nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất đai hoặc ủy ban nhân dân cấp xã bước 3, tiếp nhận và xử lý hồ sơ văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết xác nhận vào đơn đăng ký xác nhận mục đích sử dụng đất vào giấy chứng nhận chỉnh lý cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính cơ sở dữ liệu đất đai nếu có trao giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi ủy ban nhân dân để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã, thời gian thực yêu cầu đăng ký biến động không quá 10 ngày. Nếu anh chị nào muốn có bản vi giáo trình chiếu này thì hãy để lại email phía dưới bình luận, chúng em sẽ dành tặng để anh chị có thể sử dụng khi cần thiết, nếu anh chị nào có nhu cầu hỗ trợ làm sổ đỏ, xin phép xây dựng hay hoàn công thì đừng quên gọi cho em theo số điện thoại 0363232739 và đừng quên ủng hộ em bằng cách like chia sẻ và đăng ký kênh đất sạch tq net ạ à.